Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng các chị bạn quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ. Thì trong buổi chiều hôm nay em tiếp tục cập nhật những mẫu xe có mặt tại cửa hàng bên em nhé. Thì em mới về một chiếc xe cực kỳ là cọp luôn, với tầm giá lên quanh khoảng 200 triệu. Thì vừa rồi có rất là nhiều anh em hỏi em tầm tài chính 200 thì nên mua xe gì. Thì hôm nay em có một chiếc nha, Atis sản xuất 2005, phiên bản số sàn động cơ 1.8, với giá bán hiện tại em đang chào bán ra là 205 triệu anh chị nhá, 205 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe mà sedan hai đầu đi gia đình, được mệnh danh là nồi đồng cối đá, form dáng khá đẹp. Với tầm tài chính 200 triệu thì đây là một cái sự lựa chọn rất hợp lý nha. Đây anh em xem nhá, 205 phiên bản số sàn. Nếu mà form dáng này thì nếu em xem đi so với độ đầm với độ chắc thì chiếc này thì nó hơn rất là nhiều chiếc khác nha. Tuy đời nó sâu 205 thôi nhưng mà được cái là thương hiệu Toyota thì anh chị đã biết là nồi đồng cối đá. Những chiếc xe khác đời tuy đời cao nhưng đôi khi không đi bằng ngon bằng chiếc xe này anh chị nha. Đó, em sẽ đi một vòng cho anh em xem tổng quan về chi tiết những cái bên ngoài sơn si cũng như nội thất của xe nhá. Sơn si là màu đen chị. Đấy, còn rất là bóng nha. Năm luôn. Đây, chó đèn anh chị xem. Đấy, chó đèn rất là sáng luôn. Đèn pha, đèn gầm. Chó đèn hai bên này. Đấy, chó đèn hai bên còn rất là đẹp nhá. Những chi tiết trên xe thì còn khá liền. Đấy. Khá liền, không bị móp méo gì cái phần cản trước. La răng này thì bốn la răng được sơn lại rồi anh em nhé, bốn la răng này được sơn lại cho nó đẹp này, tại vì xe cũ thì không tránh khỏi được những cái đất đá nó sẽ bắn vào đây này, làm cho chảy xước. Cái này thì nhìn qua là mình biết sơn lại này. Bốn lốp gai còn tương đối, có hệ thống phân đĩa bốn bánh anh chị nhá, hệ thống phân đĩa bốn bánh. Cái này thì nó hơi ố đấy, cái này thì mình có thể khắc phục hoặc thay mới được. Đăng kiểm thì chuẩn bị hết đăng kiểm rồi. Thì bên em có anh chị bạn nào mua thì bên em có hỗ trợ đăng kiểm mới cho anh chị bạn nha. Rồi về phần về chắn mưa này, tay cầm này cũng được mà ốp đầy đủ hết rồi. Đấy, cửa nẻo đóng rất là chắc chắn này. Đây anh em xem nha. Đấy, cửa nẻo đóng chắc chắn nha. Chắc nịt luôn chị. Như đường roang của nó này. Đấy, roang này. Về nội thất bên trong thì cũng được bọc lại một bộ ghế da mới rồi anh em nhé. Một bọc lại bộ ghế da mới rồi. Đây, một bộ ghế da rất đẹp luôn. Có lót sàn. Trần này là trần còn trần nỉ theo xe. Thường thì những xe cũ nếu mà trần cũ nó dơ quá thì mình mới bọc trần thôi anh em nhé. Mới bọc trần nhé. Còn những chiếc xe mà còn giữ nguyên cái trần nỉ như vậy thì cũng rất là tốt thôi. Tại vì nó thoát âm trên rất là tốt, chứ không có phải là chống nóng, bọc trần nó chống nóng hay là nó cách âm tốt đâu nha. Đôi khi bọc trần thì nó lại gây ra tiếng ồn. Đó, cái này anh em đi xe thì cũng lưu ý nha. Và việc sở hữu một chiếc xe mà tầm tài chính dưới 200 triệu. Anh chị bạn có tầm tài chính mà tầm khoảng 100 đến 200, dưới 200. Để tại vì điều kiện của mình không có kinh tế không cao á, thì mình mua những chiếc xe ô tô cũ thì cũng nên chọn những chiếc xe mà nồi đồng cối đá bền bỉ và Việt Nam sử dụng khá là nhiều, thì anh chị bạn đi về cũng khá yên tâm về những chi phí hỏng hóc rồi sửa chữa thì không có nhiều. Đấy, có nhiều trường hợp anh chị bạn chọn những cái dòng xe mà mình nói chung là nó không phổ thông lắm á, thì về sửa chữa này kia thì rất là khó. Và đặc biệt cái dòng Toyota Atis này thì nói chung là phải nói là cực kỳ là bền. Về phần máy móc cũng như là gầm bệ chắc chắn, máy lạnh hoạt động rất là mát, đến từ thương hiệu của Nhật, thì anh chị các bạn mà cũng rất là yên tâm nhé. Xe này phù hợp cho anh chị các bạn mua về xe gia đình này, hoặc tập lái này. Một thời gian không thích thì bên em có thể thu lại luôn nha. Bên em thu lại hoặc đổi xe mới. Có trang bị màn hình rồi cam lùi đầy đủ hết rồi. Trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi.
Nội thất bên trong cũng bọc mới đẹp rồi anh chị nha. Đây, phần túp ly này, cái này được bọc da anh chị. Đấy, túp ly bọc da. Còn đẹp, keo chỉ thì 4 cấn còn nguyên. Đấy, keo chỉ 4 cấn còn nguyên nha. Và hiện tại em đang chào bán mức giá là 205 triệu đồng thôi anh em nhé. 205 triệu đồng còn bớt lọc cho anh chị các bạn khi tới tận nơi trực tiếp xem xe. Và cũng như bên em có hỗ trợ bấm tên ra biển này, hỗ trợ giao xe tận nơi tận nhà trong vòng bán kính 100 km nha. Này. Bốn lốp gai dày, bốn lốp gai rất là dày nha. Có hệ thống phân địa 4 bánh. Rồi, kéo chị này. Những nút bấm này thì vẫn hoạt động bình thường. Đấy, không trục trặc gì. Cái này thì vẫn đang còn chỉnh tay này. Đấy. Chỉnh tay lên xuống, gương kính chỉnh điện rồi. Vô lăng thì trang bị túi khí an toàn. Vô lăng này là zin theo xe anh chị nhá. À, zin theo xe này. Đấy, zin theo xe này. Phụ số này. Đây, anh em xem nhé. Nút bấm này. Về máy móc thì mẫu xe này thì anh em cũng cũng rất là yên tâm nhé. Tại vì nó dòng này rất là hiền máy, không có hay hỏng học hư bạch gì. Và đi thì cũng rất là lợi xăng. Rồi, điều hòa thì thường những cái dòng xe thương hiệu của Nhật thì nó ra rất là mát, mát rất là nhanh. À, chứ các bạn đi chú cũng chú ý nha, những cái dòng xe mà thương hiệu của Nhật thì điều hòa nó là cực chất rồi. Nó ra rất là mát, mát rất là nhanh và rất là sâu. Đấy, không phải lo lăn tăn về cái vấn đề điều hòa. Đấy, cụ số thì còn đẹp nha. Xe này thì thực ra bên em về thì mới dọn sơ sơ qua thôi. Tút sơ sơ qua cái phần ghế. Còn lại chân thì chân nị theo xe này. Và những cái thứ lặt vặt trên xe thì nếu mà anh chị các bạn lấy về chịu đầu tư thêm một ít tiền nữa thì chất xe của nó còn rất là ngon nhé. Đi thì nói chung là bền đẹp vô đối rồi. Với tầm tiền chỉ có hơn 200 triệu một tí thôi. Đấy. Cửa nèo đóng chắc chắn. Đấy, anh em xem nhé. Máy móc. Đấy, máy móc rất là êm nhé. Quang máy sạch, không bị xì dầu xì nhớt gì. À, miếng chống nóng có bô này. Đấy, vẫn hoạt động bình thường, êm ái nha. Đó thì với tầm tiền mà 205 triệu đồng thì đây là một cái sự lựa chọn cũng khá hợp lý cho anh em nhé. Khá hợp lý luôn. Đấy, đi rất là nhẹ nhàng. Đây anh chị xem, vô lăng rất nhẹ nhé. Đó, đi đầm nhé, rất là đầm. So với những cái dòng như Morning hoặc những cái dòng i10 thì đi dòng này nó cực kỳ đầm. Form dáng rất là đẹp. Mà tầm tiền thì rất là hợp lý. Chỉ có 205 triệu đồng. Còn bớt lọc, còn thương lượng cho anh chị các bạn luôn. Giá trên bên em bao rút hồ sơ nhé. Bao rút hồ sơ nha anh em nhé. Anh em cứ kết nối Zalo hoặc đăng ký kênh của em nhé. Để được theo dõi những mẫu xe em úp lên trên kênh. Xe nào về thì em cũng tập nhật cho anh chị các bạn. Đây, cực kỳ là êm ái nha. Rồi em sẽ đi về cửa hàng cho anh em. Nào mà quan tâm thì có thể tới tận nơi để mình xem xe nhé. Test xe thoải mái luôn. Đây, mình đang đi số 3 nhé. Đấy, số 3 rất là giọt luôn này. Chạy cực kỳ là ngon nhé. Dòng này thì đi không cần phải chê nữa anh em ạ.
Đó, số 3 chạy cực kỳ giọt, cột số nhẹ nhàng, vô lăng nhẹ nhá. À, thì anh em mà quan tâm thì alo cho em nhá, theo số line 0969711411 gặp Việt, tới tận nơi trực tiếp. Địa chỉ bên em số 965 đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Dị An, tỉnh Bình Dương. À, để trực tiếp mình xem xe, test xe thoải mái chị nhá. Hân xin chào và hẹn gặp lại.